Em chào cả nhà nhé. Em lại lên một cái video giới thiệu sản phẩm cho mọi người, một cái dòng hồ điệp rất là hot trên thị trường mọi người này. Các bác đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline hoặc là Zalo của em Trung là 0978 811190, hoặc liên hệ qua fanpage của kênh TikTok và Vườn Lan Trung Anh mọi người nhé. Hôm nay sẽ giới thiệu mọi người một dòng hồ điệp, đó là dòng Sakura, một trong những cái dòng cây giống hoa Sakura rất là đẹp, phân nhánh và màu hoa rất là xinh luôn. Với giá tri ân cho mọi người, bình thường mã này em đang bán hàng ngồng như thế này, lựa chọn được những cái ngồng này nó rất là ít mọi người nhé, là 35.000 một cây. Thế nhưng em Trung tri ân mọi người là 25.000 một cốc. Và hàng hoa bó mọi người này, hoa bó thì nó chỉ ra được vài bông thôi, 2 đến 3 bông ở cùng mọi người nhé, 2 đến 3 bông, với giá là 25.000 một cốc. Và em Trung đi đơn từ 5 cốc, ship toàn quốc là 35.000, bầu 1.7. Cây rất là khỏe như này mọi người này. Đấy, cây rất khỏe. Và hàng này là hàng vườn Việt Nam mọi người nhé, hàng vườn Việt Nam tự nhiên giống ra. Đấy, còn cái vỏ cốc này, vỏ cốc là bên vườn bên em Trung vẫn nhập khẩu của hàng Trung Quốc về. Tức là cái vỏ cốc này nhập từng công của bên Trung Quốc về để làm giống này, cũng như là gia trai mọi người nhé. Thế nên trên bầu cốc vẫn có chữ Made in China. Đấy, còn nguồn gốc là hàng Việt Nam, chất lượng cao và bên em xuất đi rất là nhiều cho những cái vườn trong Lâm Đồng mọi người nhé. Đấy, để tránh trường hợp các bác đến này bảo là sau này có bầu Made in China. Đấy, mọi người đặt hàng thì nhớ vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978 811190. Và cây đang ngồng hoa như thế này, trong cái video này là cây em lựa tất cả đều có ngồng hoa mọi người nhé. Và giá là 25.000, em đi đơn từ 5 cốc, ship toàn quốc là 35.000. Và mua từ 10 cốc bên em Trung bao ship tặng một. Đấy, cái mặt hoa Sakura là một trong những cái mặt hoa hồ điệp mới cũng rất là đẹp, phân nhánh nhiều mọi người nhìn này. Đấy, cái mặt bông nó rất là xinh luôn. Đây, em cho mọi người xem điểm qua cái mặt hoa này. Đấy, năm ngoái tại vườn đây mọi người này. Đấy, mặt hoa rất là xinh, phân nhánh nhiều nhá, phân nhánh rất là nhiều luôn. Và mặt hoa nó rất là xinh này mọi người. 25.000 một cốc ạ, 25.000 một cốc đây mọi người này. Nhìn cực kỳ yêu luôn Sakura. Đây là những cái tác phẩm mà liên hoa Tết này mọi người này. Và cái cốc này là cốc nhỏ đấy, cốc 2.8 ấy phải. Đấy, liên hoa Tết rất là đẹp luôn Sakura. Với giá là 25.000 một cốc, mua từ 10 cốc là em bao ship tặng một. Còn bên em đi đơn ít nhất là 5 cốc mọi người nhé, đi đơn ít nhất là 5 cốc. Số lượng có ít thôi, mọi người đặt hàng thì nhớ vui lòng liên hệ qua hotline của em Trung là 0978 811190, hoặc liên hệ qua fanpage của kênh TikTok và YouTube Vườn Lan Trung Anh mọi người nhé. Bác nào mà nhìn thấy video này thì cho em xin một like video cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Vườn Lan Trung Anh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành trong cái video lần này. Hẹn mọi người trong cái video tiếp theo nhé. Em xin phép chào mọi người.